Hôm nay là ngày ngày 2 tháng 4 nha anh chị em mình. Thì đây là cái lưỡi dao trọng mai vàng 30. Đây trọng mai vàng 30 ha. Đây là cái giai đoạn quay cát. Thì anh chị mình mà mới học quay chậu á thì em nghĩ là nên nên xiên xem mui déo ha. Xiên xem mui déo một em chỉ cho anh chị mình là một số lưu ý về cái lưỡi dao. Thì để được cái chất lượng thì thứ nhất là sắt phải dày. Thì bên em là sắt dày 3 ly. Anh chị em mình ha. Sắt dày 3 ly. Đó, thì cái ưu điểm của nó là quay láng, nó làm láng nó lẹ hơn những cái lưỡi dao khác. Và đối với mẫu mai vàng thì không có cần phải tăng đưa. Tại nó có tỷ lệ anh chị em mình. Nó có tỷ lệ. Cái ống 27 thì mình đổ vô cái tụ xi măng thì cái ống nó dài là 3 tấc. Thì anh chị em mình quay được từ chậu 2 đến chậu 5. Đây. Đó, cái ống 27 là đổ vô tụ xi măng đó. Anh chị em mình thấy cái lưỡi dao quay là khâu quay cát nha. Thì nếu mà cái miệng anh chị em mình á quay cái miệng chậu nó láng á, thì sau này mình lật lên á là cái miệng của cái chậu nó láng á. Thì như để xíu nữa em cho anh chị em mình coi cái chậu ba mà bên em chưa có làm miệng mà anh chị mình coi lại ha. Cái ống 27 được chôn vô cái đổ vô cái tụ sắt như vậy đó, bê tông ha. Còn cát thì anh chị em mình làm cho nó bỏ như miếng nước vô cho nó dễ quay. Đây là cát cồn nha. Cát cồn tức là cát sông á. Ở trong em gọi là cát sông, nghĩa đó tùy theo cái vùng. Địa chỉ của em là xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Mỗi cái lưỡi dao là mình có thể mình một ngày hôm qua quay được bao nhiêu cái? 23 cái. Quay tươi quá. Hôm qua thì quay 23 cái là tại vì làm không đủ ngày anh chị em mình. Đó. Tươi cũng quay sạch nữa. Đây là khâu quay cát nha. Rồi xong rồi bà con mình tháo cái lưỡi cát ra. Đổ hột cốt vô ha. Rồi bắt đầu trộn hồ 2 mình quay thôi. Thì cái ưu điểm của cái lưỡi dao quay chậu á là mình một ngày mình có thể mình quay nhiều cái, nó lẹ hơn cái khuôn anh chị em mình và nó xài rất là bền. Đây mẫu mai vàng ha. Thì đây khi mà quay xong nè, cái này là chưa có làm miệng ha. Đó, xong nó bắt đầu mà rửa đồ sạch sẽ, cái máy quét hột cốt này kia lên. Cái chậu ba nè anh chị em mình, mới hôm qua mới quay nó cũng còn xi măng nó chưa chết sẵn hẳn ha. Thì bên em á là đục lỗ nhiều để chi, để mình nuôi cây á. Đây em đang nuôi, chuẩn bị nuôi mai chiếu phỉ ha. Cái này là em nuôi cho chiếu phỉ nè. Sắp tới anh chị em mình thấy do em đục lỗ nhiều để cho nó thoát nước á. Chất lượng thì ở xi măng đó nha anh chị em mình ha. Đây chậu 30 nè. Vì là cũng chưa hoàn thành ha. Lấy hồ cốt và lấy đá mài dao mình mài lại, quét hồ cốt lên nữa, rửa lại ha, lấy nước rửa là nó sẽ đẹp. Gia đình mình thấy đây dính cát ha. Rồi chậu mai vàng 30 mươi.